Sinh nhật tiền tỷ bị chê phèn, Đoàn Di Băng phản ứng gay gắt. Chi đến cả tỷ đồng cho bữa tiệc sinh nhật, mới đây Đoàn Di Băng có đáp trả chuẩn người lắm của nhiều tiền khi bị chê bai. Ngày 14 tháng 2, Đoàn Di Băng tổ chức sinh nhật tại một địa điểm sang trọng ở Sài Gòn. Dù sinh nhật đã qua đi thế nhưng mới đây, nữ đại gia quận 7 bất ngờ bị chê menu đãi khách quá phèn. Trước lời chê bai về bữa tiệc hàng trăm triệu của mình, nữ đại gia đã lên tiếng đáp trả gay gắt. Theo đó có người nói rằng thay vì đãi tiệc món Tây hay sơn hào hải vị, nữ đại gia lại chọn menu toàn đồ ăn Việt Nam cho bữa tiệc. Khi biết có người chê như vậy là bèo, Đoàn Di Băng đã thẳng thắn nói rằng mình và khách mời nghe những món ăn như tôm hùm, bào ngư, vì cá là ngán ngẩm mà cô cũng không biết ăn đồ Tây nên quyết định chọn đồ Việt. Trong đoạn clip TikTok, cô nàng cũng chia sẻ hình ảnh các món ăn trong bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của cô. Đoàn Di Băng còn liên tục để lại bình luận, cho biết những món như tôm hùm, bào ngư, cua hoàng đế thì các bà vú ở nhà mình cũng đã ăn ngán rồi. Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt, trước đó Di Băng và ông xã đã chi 888 triệu đồng cho tiền trang phục. Sau đó nữ đại gia quận 7 còn tiếp tục gây choáng váng khi chia sẻ hóa đơn thanh toán cho đêm tiệc. Tổng số tiền lên tới hơn 300 triệu đồng. Di Băng còn chi 1 tỷ đồng để đặt váy cho gia đình và đặt gói quay chụp. Ngoài ra, họ còn thuê 50 thợ ảnh, chụp mọi khoảnh khắc của Di Băng và các khách VVIP. Những người ra vào bữa tiệc cũng phải có giấy mời hoặc thẻ. Toàn bộ không gian bữa tiệc này được lấy ý tưởng khu vườn cổ tích, ngốn hết 4 tấn hoa tươi. 100 nhân viên liên tục làm việc trong 4 ngày cho kịp tiến độ.